Xin chào quý vị và các bạn, người dân miền Nam lại phải đối mặt với mưa lớn diện rộng kết hợp với chiều cường dâng cao, gây ra ngập úng vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của mọi người. Cụ thể, gió mùa Tây Nam đang hoạt động ngày một mạnh nên chiều tối và đêm, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ lại có mưa nhiều nơi. Tâm mưa lớn tập trung ở phía Nam của Tây Nguyên và bao trọn toàn bộ khu vực Nam Bộ với tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong cơn dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh. Mưa lớn lại trùng đúng lúc Nam Bộ chịu ảnh hưởng của hiện tượng chiều cường dâng cao. Đỉnh chiều tại nhiều trạm đều ở trên mức báo động 3 nên sẽ gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, vùng biển, ven sông và vùng ngoài đê bao trong khoảng thời gian sáng sớm và buổi chiều. Người dân cần có các biện pháp phòng chống, giảm thiểu ảnh hưởng do mưa lớn và chiều cường gây ra. Còn về nền nhiệt ngày ở Tây Nguyên, dao động trong khoảng là từ 28 đến 31 độ. Trong khi ở Nam Bộ, mưa dông cũng xuất hiện sớm nên nhiệt độ cũng không cao, từ 30 đến 33 độ, thời tiết mát mẻ. Trở ra với các tỉnh thành miền Bắc, đêm nay mưa vài nơi, gió đông bắc yếu thổi, trời mát 24 đến 26 độ. Sáng sớm mai thì có sương mù nhẹ, ngày mai Bắc Bộ đón ngày đầu tuần với thời tiết tạnh ráo, có nắng. Nền nhiệt cao nhất trưa chiều trong khoảng là từ 32 cho tới 33 độ, lác đác vài nơi nhiệt độ cao 34 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5 và không có mưa dông. Trong khi ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 4 đến cấp 5, có mưa rải rác về chiều và tối, khiến tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc trong cơn dông. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 1 tháng 10 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!